Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giá Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giá Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 22 tháng 5 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay, tại chợ đầu mối lớn ở thị trường miền Bắc, đặc biệt là đối với chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam có xu hướng phục hồi rõ rệt. Trong ngày hôm nay, heo chọn loại 1 có xu hướng tăng 1.000 đồng trên 1 kg và ở mức 55 cho đến 58.000 đồng. Lý giải về giá hơi tăng trở lại, ông Nguyễn Thế Trình, trưởng ban quản lý chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam cho biết, số lượng heo trong dân bán ra thị trường đã có xu hướng giảm, tỷ lệ tái đàn cũng giảm, người nuôi liên tục thua lỗ khi chi phí đầu vào tăng cao. Hơn nữa, thời gian qua dịch tả lợn châu Phi hoành hành cũng khiến cho nguồn cung giảm mạnh, đồng thời giá xăng dầu tăng cao là những yếu tố góp phần thúc đẩy giá hơi có xu hướng phục hồi. Còn theo ông Trần Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lũ, Bình Lục, tỉnh Hà Nam và cũng là một chủ trang trại chăn nuôi hàng nghìn con heo cho hay, từ Tết Nguyên đán cho đến nay, giá heo hơi rất khó đoán. Trong vài ngày qua, ở chợ đầu mối cũng như là heo ở trong dân đã có xu hướng phục hồi rõ rệt. Tại các chợ đầu mối lớn thì hôm nay có xu hướng phục hồi, tuy nhiên heo ở trong dân vẫn đang đi ngang với mức giá phổ biến từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bởi còn phụ thuộc vào chất lượng của heo nữa, đây là mức giá không cao khi mà giá thức ăn chăn nuôi trong thời gian qua liên tục có xu hướng tăng. Ở thời điểm hiện tại, giá này vẫn chưa có sự thay đổi. Nhưng ông Trung cho rằng giá heo hơi tại các chuồng nuôi thường có sự điều chỉnh chậm hơn so với các chợ đầu mối, nên có thể giá hơi tại chuồng của ông sẽ có xu hướng tăng trong vài ngày tới theo xu thế chung của thị trường. Còn tình hình chung tại thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, nhiều địa phương dao động mức giá 57 cho đến 58.000 đồng, nhưng chủ yếu rơi vào những đàn heo đẹp ở các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Một số địa phương trong ngày hôm nay xuất hiện mức giá cao, đó là tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và tỉnh Hưng Yên. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Trung hầu như vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang trong ngày hôm nay. Một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá bình quân dao động từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ có mức giá cao hơn 56 cho đến 58.000 đồng, rải rác kéo dài từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cho đến tận Ninh Thuận và Bình Thuận. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên cũng có diễn biến tương tự, mức giá 53 cho đến 56.000 đồng duy trì ở hầu hết 5 tỉnh thuộc khu vực này. Trong đó Lâm Đồng và Đắk Lắk vẫn là hai địa phương có mức giá cao hơn so với Gia Lai, Kon Tum và tỉnh Đắk Nông. Thị trường miền Nam có xu hướng tăng giảm trái chiều, một số địa phương đã chạm mốc 60.000 đồng trên 1 kg cả ở thị trường miền Đông và các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, mức giá phổ biến nhất ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam trong ngày hôm nay duy trì mức giá 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Số ít các địa phương có mức giá 59 cho đến 60.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay có mức giá cao phải kể đến thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Trong khi đó, thị trường miền Tây như là Tiền Giang, Long An, An Giang hay là đối với tỉnh Sóc Trăng đều có mức giá cao ở khu vực này. Và hầu hết các địa phương này đều đã trên 56.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết hơn, giá hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội dao động mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên có mức giá nhỉnh hơn khi trong ngày hôm nay, hộ chăn nuôi báo giá khu Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên dao động từ 55 cho đến 57.000 đồng. Số ít ở một số địa phương như huyện Yên Mỹ có mức giá 58.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương phổ biến mức giá 54 cho đến 58.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Hà Nam phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Quảng Ninh 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng giá từ 54 cho đến 56.000 đồng. Nam Định dao động 55 cho đến 57.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu Yên Mô, Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 55.000 đồng.
Trong khi đó, Vĩnh Phúc và Phú Thọ phổ biến mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá củ cẩm khê của tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Thanh Sơn, Thanh Thủy 54 cho đến 56.000 đồng. Hay là đối với khu vực Tam Dương, Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên dao động 53 cho đến 57.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Và hầu hết các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn có xu hướng đi ngang. Trong khi đó, Tuyên Quang dao động 50 cho đến 54.000 đồng. Lạng Sơn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng cũng có mức giá tương tự 51 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó, đối với Lào Cai và tỉnh Yên Bái, nhiều hộ chăn nuôi báo giá giao quanh từ 52 cho đến 55.000 đồng. Theo ghi nhận tại tỉnh Lào Cai, khu vực Bảo Thắng có mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Hay đối với tỉnh Yên Bái, khu vực Mù Căng Chải có mức giá khá cao 55.000 đồng. Tuy nhiên, đối với khu vực Nghĩa Lộ, nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá giao quanh từ 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Sơn La phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên cũng có mức giá tương tự 54 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Cạn phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam, nhiều địa phương vẫn duy trì mức giá cao, đặc biệt là một số địa phương ở khu miền Tây Nam Bộ như Cà Mau, Bạc Liêu hay là đối với tỉnh An Giang. Cụ thể, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ như là Long An phổ biến mức giá 56.000 đồng trên 1 kg, Đồng Tháp 57.000 đồng, An Giang trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng giá từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, Vĩnh Long có mức giá bình quân 57.000 đồng trong ngày hôm nay, Cần Thơ 55.000 đồng, Hậu Giang phổ biến mức giá 57.000 đồng, Kiên Giang trong ngày hôm nay cũng dao động trong khoảng giá từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương là Cà Mau và Bạc Liêu dao động từ 57 cho đến 60.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long có mức giá 57.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay cũng có mức giá 57.000 đồng trên 1 kg và địa phương này cũng không có sự thay đổi. Trong khi đó, đối với tỉnh Tiền Giang phổ biến mức giá 56.000 đồng. Các địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai phổ biến mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá bình quân 56.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 56.000 đồng. Tây Ninh và Bình Phước trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Bà Rịa Vũng Tàu cũng có mức giá tương tự 55 cho đến 56.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động. Thanh Hóa dao động mức giá 52 cho đến 56.000 đồng. Nghệ An nhỉnh hơn một giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận của các hộ chăn nuôi cho báo giá, thì hiện nay các huyện ở khu vực miền núi của Thanh Hóa và Nghệ An thường có mức giá cao hơn so với các huyện ở khu vực đồng bằng. Hà Tĩnh phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Quảng Bình 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng từ 53 cho đến 56.000 đồng. Huế có mức giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận tại huyện A Lưới của Thừa Thiên Huế, nhiều chăn nuôi báo giá từ 55 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, Đà Nẵng có mức giá khá cao, 54 cho đến 58.000 đồng. Quảng Nam phổ biến mức giá 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi có mức giá thấp hơn 53 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Bình Định, vẫn đang dao động trong khoảng giá từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Phú Yên phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Khánh Hòa 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương đó là tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận có mức giá bình quân 55 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang, tuy nhiên một số khu vực đã có mức giá 57.000 đồng, đặc biệt là ở khu vực Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk. Bởi nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, Đắk Nông dao động từ 53 cho đến 56.000 đồng.
Gia Lai và Kon Tum phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.